Lúc cảnh sát đang chuẩn bị dẫn nhân chứng rời đi, một người trong bộ dạng của nhân viên chuyển phát nhanh đi lên. Cảnh sát nhanh chóng cảnh giác, tra hỏi thân phận của anh ta. Anh ta không đáp, tay với vào trong hộp. Còn chưa đợi khán giả phản ứng, trong hộp bỗng phát ra tiếng súng. Cảnh sát nghe thấy tiếng súng thì đã ngã xuống đất. Ở bên trong, cảnh sát thấy thế vội vàng tản ra, nhưng người đàn ông thân thủ nhanh nhẹn, một cái quay người hai phát súng. Hai tên cảnh sát chặn đường cũng bị bắn ngã. Đèn hành lang bị bắn hỏng. Còn lại một người cảnh sát, nhân cơ hội đèn hỏng bèn đánh loạn. Đúng lúc này, đèn sáng lên. Súng của người đàn ông đã nhắm chuẩn vào tim cảnh sát. Sau khi giải quyết hết cảnh sát, anh ta đi đến trước mặt nhân chứng. Nhân chứng đã bao giờ gặp trường hợp này, sợ đến mức dưới đất kêu cứu. Nhưng rất rõ ràng, mục tiêu cuối cùng của người đàn ông chính là ông ta. Không do dự, giải quyết ông ta. Nhiệm vụ hoàn thành, người đàn ông lập tức liên hệ Giang Do. Ai biết người đàn ông đang đến cửa thoát hiểm liền bị người ta đẩy ngã xuống lầu, mà người đó chính là Giang Do. Anh nhìn người đàn ông chỉ còn chút hơi tàn, nói với anh ta, anh cũng chính là nhân viên công ty phái đến giết anh ta diệt khẩu. Người đàn ông hiểu rõ kết cục của việc làm sát thủ, chỉ cầu xin sau khi anh ta chết, hết, Giang Do hãy đưa tiền cho người nhà anh ta. Sau khi sự việc kết thúc, Giang Do lái xe rời khỏi hiện trường. Anh đến ngoại ô, đưa xe giao cho người đồng nghiệp đã sớm đợi được một lúc lâu. Sau đó, đổi một bộ đồ sạch sẽ, giống nhóm người bình thường đi làm. Đi tàu điện ngầm đến công ty. Giang Do là một sát thủ. Công ty mà anh đang làm ngoài mặt là một công ty kim khí, nhưng ẩn giấu bên trong lại là tập đoàn sát thủ, cầm tiền thay người ta giết người. Ngoài mặt công ty hết sức bình thường, nhưng thực ra lại cất giấu huyền cơ. Giang Do thông qua một cánh cửa bí mật đến một tầng hầm nhỏ đen tối. Đó là địa điểm mà anh thường đến nhận nhiệm vụ. Giang Do trả súng, ký tên mình vào phiếu nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ cứ như thế thuận lợi hoàn thành. Ngày thứ hai, Giang Do đến nhà bộ trưởng cũ, Ban Ji-hun để tâm sự. Ông từng là một sát thủ xuất sắc nhưng hiện tại đã rửa tay gác kiếm. Trong lúc hai người nói chuyện, Giang Do nói anh đã sớm chán ghét công việc sát thủ này rồi, anh rất hâm mộ cuộc sống hiện tại của ông. Ban Ji-hun nói, tôi sau khi nghỉ hưu vẫn còn muốn tiếp tục đây, huống hồ anh vẫn còn trẻ tuổi, càng nên kiên trì theo đuổi công việc này. Bỏ dở giữa chừng không phải chuyện tốt. Một ngày nọ, Giang Do đến nhà của Ji-hun, người bị anh giết lúc đầu, giúp anh ta hoàn thành chuyện mà anh ta giao phó. Lúc đó, chị của Ji-hun cùng với mấy tên côn đồ ra ngoài chơi. Giang Do kéo chị ta lại, hỏi mẹ cô ta đang ở đâu. Không ngờ, mấy tên côn đồ tưởng Giang Do đến bới móc, chuẩn bị ra tay dạy dỗ anh. Kết quả, Giang Do dùng một tay, mấy chiêu đã giải quyết gọn chúng. Chị Ji-hun thấy thế bèn gọi mẹ ra. Sau khi nhìn thấy mẹ Ji-hun, Giang Do đưa tiền Ji-hun giao phó cho bọn họ và nói, bây giờ Ji-hun đang ra nước ngoài công tác, không tiện gặp mặt bọn họ. Đây là tiền mà Ji-hun tích cóp được. Bố của Ji-hun đã qua đời từ sớm. Mẹ lúc trước từng là một ca sĩ, sau khi hết thời liền làm việc tại một nhà máy dệt. Khi biết Ji-hun tìm được công việc hiện tại, bà rất vui. Ngày đó, ở công ty, Giang Do tiếp một cuộc điện thoại. Sau đó một mình đến một phòng khám nhỏ. Người mà anh ấy đi thăm chính là Ji-hun. Hóa ra ngày đó anh ấy không giết Ji-hun mà bảo cậu ta trốn ở đây. Ở công ty, Giang Do là một sát thủ có tiền đồ nhất. Nhưng anh sớm đã có ý định nghỉ việc. Người vô tình như anh sau khi trải qua một lần lại một lần giết người nhưng lại không trở thành kẻ máu lạnh, trái lại còn ghét nó. Anh muốn trải qua cuộc sống ấm áp của người bình thường. Tuy nhiên, theo như lời của ông Ji-hun, làm công việc của bọn họ, rửa tay gác kiếm không phải là một việc dễ dàng. Ngày đó, Giang Do nhận một nhiệm vụ mới. Công ty yêu cầu anh giết chết người đồng nghiệp trước kia của anh. Người này vốn dĩ có quan hệ rất tốt với Giang Do, cũng là một sát thủ xuất sắc. Tuy nhiên sau khi con trai ông ta bị tai nạn xe qua đời, làm ông suy sụp, không vì công ty dốc hết sức lực nữa. Công ty quyết định giết người diệt khẩu. Giang Do theo chân ông đến một con ngõ. Anh lại mềm lòng không ra tay, trái lại bị ông ta cầm súng uy hiếp. Anh trở về công ty, giám đốc sau khi biết chuyện này đã lạnh lùng chế giễu anh. Anh lo lắng, một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ có kết cục như vậy. Ngày nọ, công ty có một vụ ám sát, thiết kế tinh vi tỉ mỉ, với thủ pháp quen thuộc. Một mạng người đang sống sờ sờ rất nhanh bị đẩy vào xe chở rác. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Giang Do cùng với người nhà Ji-hun ra ngoài ăn cơm. Người từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, hiện nay lại nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ họ, lại càng quyết tâm từ bỏ công việc. Anh cũng âm thầm có tình cảm với mẹ Ji-hun, Mi-eun. Trong lúc nói chuyện với Mi-eun, Giang Do có điện thoại. Giám đốc lệnh cho anh na chóng giải quyết người đồng nghiệp cũ kia, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giang Do không còn cách nào khác, đến nhà vị đồng nghiệp cũ. Hai vị sát thủ tài ba đánh nhau trong căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng người rất lâu không đánh nhau như ông ta sớm không còn là đối thủ của Giang Do. Sau một hồi đánh nhau, Giang Do chĩa súng vào người ông ta. Tuy nhiên, Giang Do lại một lần nữa bỏ qua cho ông. Sau khi công ty biết chuyện liền đưa hai người đến căn hầm nhỏ. Ông chủ ra lệnh cho Giang Do giết ông ta ngay tại đây. Trong lúc then chốt, Giang Do lại một lần nữa mềm lòng. Giám đốc thấy vậy đành tự mình ra tay. Sau đó, Giang Do trở thành đối tượng bị giám sát. Trong quá trình tiếp xúc, tình cảm của Giang Do và Mi-eun dần dần gia tăng. Hai người nhiều lần đơn độc hẹn hò. Trong một lần đi ăn cơm, hai người lần lượt bày tỏ lòng ái mộ của mình với đối phương. Giang Do mua một tiệm cà phê cho Mi-eun, dự định sau khi từ chức, hai người sẽ sống ở đó. Nhưng mỹ cảnh thì không được lâu. Trong quá trình công ty điều tra, Giang Do thì phát hiện ra người vốn dĩ phải bị giết chết, Ji-hun thế mà lại được anh tha cho. Thế là công ty lừa đảo này quyết định giết Giang Do. Ngày đó, dưới sự sắp xếp của công ty, hai thủ hạ của Giang Do lừa anh ra ngoài ký hợp đồng, mưu đồ giết chết anh trên đường đi. Trên đường khi đang nói chuyện, hai thủ hạ ra tay.
Bọn họ rõ ràng không phải đối thủ của Giang Do, rất nhanh liền bị anh giải quyết. Sự việc đến nước này, Giang Do quyết định đưa cả nhà Ja Hun rời đi. Buổi tối, anh đưa bọn họ đến nhà Ban Ji Hun, sau đó một mình về nhà lấy số tiền tiết kiệm của mình. Tuy nhiên, lúc anh quay về, ông Ji Hun đã bán đứng anh, bắt cóc gia đình Ja Hun, muốn dùng tính mạng của bọn họ đến trao đổi với công ty. Vốn dĩ Giang Do định đưa toàn bộ số tiền của mình cho ông ta, khiến ông ta thả họ đi. Nhưng mà, ông ta nói mình không cần tiền, chỉ muốn quay về công ty sống cuộc sống của sát thủ. Nói chuyện không được thì đánh thôi. Với thân thủ tuyệt vời của mình, Giang Do đã giết gọn mấy tên trợ thủ. Trong lúc bắn nhau, Giang Do đã giết chết ông ta. Trong lúc bắn nhau, Mi Eun lại trúng một phát đạn, chết ngay trong lòng anh. Người phụ nữ mà mình yêu đã chết, Giang Do cũng không muốn tiếp tục chạy trốn nữa, đồng thời trang bị tốt vũ khí, mặc áo chống đạn, lái xe đến công ty. Sau khi đến công ty, mục đích của anh vốn dĩ chỉ là ông chủ tịch. Anh càng không muốn sát hại đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp lại không hiểu tình thế, giơ súng vào người anh. Giang Do bị chặn lại, không còn đường nào có thể đi, đành phải cầm súng điên cuồng bắn vào những người đang ra tay với anh. Sau khi giết tất cả những người trong công ty, Giang Do gọi điện đến sở cảnh sát. Tiếp đó, anh đến tầng hầm. Người trông coi đột nhiên lấy súng lựu đạn đối phó anh. Giang Do nhanh tay nhanh mắt, trước tiên một súng bắn vào đầu bà ta. Tiếp đó anh tìm thấy ông chủ tịch đang lẩn trốn. Khi hai người đang đối mặt với nhau, từ đằng sau, Ja Hun dùng súng bắt chết ông ta. Sau khi giết hết tất cả mọi người, Giang Do cạn kiệt sức lực ngồi trong văn phòng. Đúng lúc này, tên giám đốc phát điên lao vào, la hét muốn giết chết anh. Giang Do chuyển mình linh hoạt, đẩy ông ta ra ngoài cửa sổ, rơi xuống lầu. Lúc đó, bên ngoài tòa nhà đã bị cảnh sát bao vây. Anh bảo Ja Hun rời đi, sống hạnh phúc cùng chị gái, mà bản thân lại đi ra ngoài đại sảnh, đi vào vòng vây của cảnh sát. Bộ phim đến đây là kết thúc. Trong bộ phim, sát thủ Giang Do mặc dù trong bộ dạng tây trang dày da, là mục tiêu bồi dưỡng có tiền đồ nhất của công ty, nhưng người đã giết rất nhiều người như anh, sớm đã cảm thấy rất mệt mỏi, mất đi lý do kiên trì của mình. Sau khi gặp gia đình Ja Hun, anh đã được trải nghiệm một cuộc sống mới, sinh ra những kỳ vọng về một cuộc sống bình thường. Trong quá trình tiếp xúc với Mi Eun đã nảy sinh tình cảm với cô, khiến cho anh có sức quyết đoán vứt bỏ quá khứ. Tuy nhiên, cuộc đời luôn không theo ý muốn của con người, mọi việc đều trái với dự tính của bản thân. Trong khi điên cuồng mà đau khổ nổ súng ở công ty, chúng ta dường như nhìn thấy anh cùng với quá khứ của bản thân và công ty giả dối đó chính thức đoạn tuyệt.